gửi tặng quý vị một tràng lên lớn tạ ơn quý vị. Dạ vâng ạ, và lời đầu tiên cho phép cháu Thu Hương xin được gửi tới toàn thể các bà, các ông, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị và toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc các cô, các bác, các chú, các ông, các bà có một bữa trưa thật ngon miệng ạ. Dạ vâng, hôm nay cháu rất là vui khi được về đây để chung vui với lại anh Khánh và chị Chính hôm nay, và để thay lời chúc mừng thì các em xin gửi tới cả nhà và đặc biệt là gửi tới anh Khánh và chị Chính một ca khúc mang tựa đề Chín Bậc Tình Yêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cả nhà ơi, cả nhà có thể cổ vũ cho em một tràng pháo tay được không ạ? Dạ vâng ạ, quý vị có muốn